Thổ Nhĩ Kỳ muốn Nga giảm giá khí đốt. Thổ Nhĩ Kỳ muốn Nga giảm giá khí đốt 25% để giúp Ankara bớt áp lực khủng hoảng. Bloomberg dẫn lời các quan chức cấp cao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức các cuộc đàm phán với phái đoàn Nga tại Ankara vào ngày 9 tháng 12 để tìm kiếm mức chiết khấu hơn 25% cho khí đốt nhập khẩu từ Nga. Một thỏa thuận với Nga có thể giảm bớt áp lực lên đồng lira, một trong những đồng tiền giảm giá mạnh nhất thế giới trong năm qua, và giúp Tổng thống Recep Tayyip Erdogan tránh tăng giá năng lượng trước cuộc bầu cử vào năm tới. Điều đó có thể giúp tăng uy tín của ông vào thời điểm châu Âu đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng. Thổ Nhĩ Kỳ muốn giảm giá khí đốt cho các lô hàng vào năm 2023 và một số lô đã thanh toán trước đó trong năm 2022. Theo các quan chức, nếu Thổ Nhĩ Kỳ không thể đảm bảo giá ở mức mong muốn, thì nước này sẽ tìm cách hoãn thanh toán đến năm 2024. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ và nhà nhập khẩu khí đốt nhà nước BOTAŞ chưa đưa ra bình luận ngay lập tức. Nga chỉ cung cấp gần một nửa trong số 59 tỷ mét khối khí nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ vào năm ngoái. Tổng thống Erdogan cho biết tổng giá trị nhập khẩu năng lượng của Thổ Nhĩ Kỳ trong năm 2022 có thể lên tới 100 tỷ đô la Mỹ, gấp đôi năm ngoái. Mối quan hệ kinh tế và năng lượng của Thổ Nhĩ Kỳ với Nga đang phát triển, ngay cả khi ông Erdogan cân bằng quan điểm thận trọng về chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Tổng thống Erdogan ủng hộ đề xuất của Tổng thống Putin về một trung tâm khí đốt mới ở Thổ Nhĩ Kỳ để vận chuyển khí đốt Nga đến châu Âu thay cho đường ống Nord Stream. Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã đề nghị tập đoàn điện hạt nhân Nga Rosatom xây thêm một nhà máy điện hạt nhân khác. Rosatom đang xây dựng một nhà máy điện hạt nhân trị giá 20 tỷ đô la Mỹ trên bờ biển Địa Trung Hải của Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, Hungary cho biết tập đoàn dầu khí Nga Gazprom sẽ cho phép nước này trì hoãn các khoản thanh toán khí đốt đến hạn trong 6 tháng tới. Xin kính chào quý vị. Quý vị đang xem bản tin Năng lượng hiệu quả phát sóng vào lúc 21 giờ 15 hàng ngày trên kênh truyền hình VTC14, đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Mở đầu bản tin hôm nay sẽ là những thông tin mới nhất về năng lượng trong nước và quốc tế. Báo cáo Chính phủ, Bộ Công Thương cho hay vướng mắc của chuỗi dự án khí điện Lô B được giải quyết, trong đó có dự án mỏ khí Lô B, dự án trọng điểm cung ứng khí cho sản xuất điện ở phía Nam. Theo đó, với dự án phát triển mỏ khí Lô B, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đơn vị nắm giữ gần 42,9% vốn và điều hành chuỗi dự án này, được yêu cầu thống nhất với các nhà đầu tư phát triển để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết định đầu tư cuối cùng vào tháng 6 năm 2023. Sau khi hoàn tất các đàm phán, thỏa thuận thương mại để dự án chuyển sang giai đoạn thi công, việc này nhằm đạt được mục tiêu dự án khí Lô B có dòng khí đầu tiên vào quý 4 của năm 2026. Dự án phát triển mỏ khí Lô B được dự tính có trữ lượng khí thu hồi ước tính 107 tỷ mét khối trong vòng 20 năm, tổng chi phí hơn 11 tỷ đô la Mỹ và cấp khí cho các nhà máy điện tại khu vực Kiên Giang và Ô Môn Cần Thơ. Mới đây, tại Sứ quán Thụy Điển phối hợp cùng với Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN tổ chức hội thảo kỹ thuật chuyển đổi năng lượng, vai trò của hệ thống điện tại Hà Nội. Ông Phạm Nguyên Hùng, Phó Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo Bộ Công Thương cho biết, năng lượng tái tạo thời gian qua phát triển nhanh. Tuy nhiên, việc phát triển nóng cũng kèm theo đó những khó khăn trong quản lý vận hành, đặc biệt là đối với hệ thống lưới điện truyền tải. Vì lưới điện truyền tải đầu tư chậm hơn nhiều so với các hệ thống điện mặt trời. Theo các chuyên gia, việc tăng thị phần các nguồn điện không ổn định như năng lượng tái tạo đòi hỏi cơ quan quản lý phải lập kế hoạch và triển khai vận hành hệ thống một cách cẩn trọng, bao gồm duy trì dự trữ ổn định, mua bán điện với các nước láng giềng, cũng như giám sát chặt chẽ và phản ứng tức thời nếu có bất kỳ sự thay đổi quan trọng nào trong hoạt động điều độ hoặc nếu có sự cố trên lưới điện truyền tải. Thưa quý vị, mức giá trần 60 đô la Mỹ một thùng mà nhóm G7, EU và Australia thống nhất áp đặt lên dầu của Nga bắt đầu có hiệu lực. Điện Kremlin cho rằng động thái này sẽ gây bất ổn cho thị trường năng lượng toàn cầu và không chấp nhận điều này. Trong khi đó, thì theo Nhà Trắng, mức giá trần có thể được điều chỉnh theo thời gian để ngăn không cho Nga hưởng lợi sâu từ việc chiến sự. Giới quan sát cho rằng đây là nước cờ nhiều rủi ro dẫn tới những hệ lụy có thể xảy ra với các nền kinh tế và đời sống người dân toàn cầu. Điện Kremlin ngày 5 tháng 12 cho rằng việc phương Tây áp trần giá dầu của Nga sẽ gây bất ổn cho thị trường năng lượng toàn cầu, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến khả năng duy trì hoạt động quân sự của Moscow ở Ukraine. Nga sẽ sớm có biện pháp phản ứng trước động thái của G7 và EU và cần rõ ràng rằng Nga không chấp nhận bất kỳ mức giá trần nào. Tình hình thị trường dầu mỏ sẽ thay đổi. Quyết định của EU và G7 là một bước tiến tới sự bất ổn của thị trường năng lượng thế giới. Theo đài CNBC, các chuyên gia đánh giá mức trần giá dầu là không mấy ảnh hưởng đến kinh tế Nga, trừ khi nó được giảm xuống sâu hơn, 50 đô la Mỹ một thùng hoặc thậm chí là 30 đô la.
Nhà Trắng cho rằng áp trần giá dầu sẽ không có bất cứ tác động lâu dài nào đến giá dầu toàn cầu. Chúng tôi không bất ngờ về phản ứng của Nga. Mục tiêu của đặt mức trần giá dầu là nhằm hạn chế doanh thu từ nguồn năng lượng của Nga để đổ vào chiến sự Ukraine. Với mức giá trần hiện tại, Nga vẫn hoàn toàn có thể xuất khẩu dầu mỏ. Vì vậy, mức giá trần của dầu Nga có thể tiếp tục điều chỉnh theo thời gian. Theo Giám đốc Phụ trách Năng lượng, Khí hậu và Tài nguyên của Công ty Tư vấn Rủi ro Chính trị Eurasia Group, kế hoạch của phương Tây nhằm áp mức trần giá dầu đối với dầu nhập khẩu của Nga có thể thực sự gây xáo trộn đối với thị trường năng lượng thế giới. Bộ Ngoại giao Nga đã khẳng định Moscow sẽ ngừng toàn bộ giao dịch với các nước EU áp dụng mức giá trần với dầu Nga. Do vậy, châu Âu sẽ phải chuyển sang các nguồn cung cấp thay thế từ Mỹ, Trung Đông và Ấn Độ. Điều này sẽ dẫn đến sự thiếu hụt nguồn cung và đẩy giá dầu thô tăng vọt. Hiện các quốc gia EU vẫn có nhiều xe sử dụng dầu diesel và loại nhiên liệu này cũng được sử dụng cho xe tải vận chuyển nhiều loại hàng hóa và để vận hành máy móc nông nghiệp. Bởi vậy, giá dầu diesel cao hơn sẽ tác động đến nền kinh tế của khối. Sau áp trần giá dầu, EU cân nhắc áp lệnh cấm đầu tư vào lĩnh vực khai thác mỏ của Nga. Ủy ban châu Âu EC đang cân nhắc bổ sung lệnh cấm đầu tư vào lĩnh vực khai thác mỏ của Nga trong gói trừng phạt thứ 9. Gói trừng phạt thứ 9, tờ Financial Times dẫn các nguồn thạo tin cho biết lệnh cấm sẽ đưa ra ngoại lệ đối với một số sản phẩm trong ngành khai khoáng, tuy nhiên thông tin không nêu chi tiết. Nga có thị trường khai thác mỏ rộng lớn và Liên minh châu Âu tin rằng việc nhắm mục tiêu vào lĩnh vực này sẽ giúp phương Tây gây thêm áp lực lên nền kinh tế Moscow. Nga là nhà cung cấp titan, palladi, vàng, quặng sắt và uranium lớn trên toàn cầu. Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, ngành khai khoáng của Nga chiếm 1/4 trong tổng số các khoản đầu tư nước ngoài của nước này trước cuộc xung đột Ukraine. Gói trừng phạt thứ 9 bao gồm việc bổ sung gần 200 cá nhân và thực thể vào danh sách, trong đó có các lực lượng vũ trang, công ty công nghiệp quốc phòng và ba ngân hàng của Nga. EC đề xuất cấm giao dịch hoàn toàn với Ngân hàng Phát triển khu vực Nga. Bên cạnh đó, EC cũng đề xuất ban hành những quy định kiểm soát và hạn chế xuất khẩu đối với các hóa chất thiết yếu, chất độc thần kinh, linh kiện điện tử và công nghệ thông tin mà Nga có thể sử dụng. EU cũng sẽ ngăn chặn hoạt động cung cấp thiết bị bay không người lái và máy bay không người lái cho Nga, cũng như cấm xuất khẩu mặt hàng này sang nước thứ ba. Ngoài ra, EC cũng sẽ cấm phát sóng 4 kênh truyền thông của Nga, dỡ bỏ các kênh này khỏi tất cả các nền tảng phát sóng. Kể từ khi xảy ra cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine hồi tháng 2 năm 2022, EU đã triển khai 8 gói trừng phạt với Nga. Trong một tuyên bố, Chủ tịch EC Ursula von der Leyen cho biết việc áp dụng 8 gói trừng phạt đến nay thể hiện quan điểm cứng rắn của EU, song EC vẫn muốn gia tăng áp lực đối với Nga, quyết tâm làm suy yếu Nga. Hôm 5 tháng 12, EU, Australia và nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 bắt đầu áp giá trần đối với dầu thô Nga nhập khẩu bằng đường biển ở mức 60 đô la Mỹ mỗi thùng. Động thái này được nhìn nhận là một bằng chứng quan trọng cho thấy quyết tâm không suy giảm của Liên minh phương Tây trong làm suy yếu Nga sau xung đột ở Ukraine. Việc áp giá trần đã ảnh hưởng không hề nhỏ đến ngành xuất khẩu dầu thô của Nga. Tạp chí Phố Wall đưa tin ngày 7 tháng 12, báo cáo của hai nhà theo dõi dữ liệu xuất khẩu dầu thô của Nga đều cho thấy sự sụt giảm lớn, mặc dù mức độ là khác nhau. Theo hãng phân tích thị trường hàng hóa Kepler, hoạt động xuất khẩu dầu bằng đường biển của Nga đã giảm gần 500.000 thùng mỗi ngày vào hôm 6 tháng 12, tương đương với mức giảm 16% so với trung bình 3,08 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 11. Trong khi đó, trang tankertrackers.com chuyên theo dõi các tàu biển qua tín hiệu và hình ảnh vệ tinh báo cáo rằng sản lượng xuất khẩu dầu thô của Nga đã giảm gần 50%. Phần sụt giảm mạnh nhất là các chuyến hàng được chuyển qua những cảng biển ở Biển Đen và Biển Baltic. Theo ông Sami Madani, nhà đồng sáng lập tankertrackers.com, đó là sự sụt giảm đáng kể chứ không phải là một cú dao động nhẹ. Không chỉ có vậy, một số nhà phân tích tại công ty dịch vụ tài chính Standard đã đưa ra dự đoán rằng sản lượng dầu thô của Nga sẽ giảm mạnh trong năm tới, bởi lẽ liệu Nga có thể dần chuyển dầu tới những khách hàng chính của mình mà không cần sử dụng dịch vụ của EU hoặc G7 hay không? Theo Standard, kể từ khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi tháng 2, Nga đã âm thầm gây dựng được một đội tàu chở dầu đủ lớn để có thể dần chuyển hầu hết khối lượng hàng hóa cần thiết. Tuy nhiên, các nhà phân tích lo ngại vấn đề dịch vụ bảo hiểm sẽ gây ra các thách thức nghiêm trọng đối với hoạt động chở dầu của Nga. Trước tình hình trên, giới phân tích dự đoán rằng sản lượng dầu thô của Nga có khả năng giảm 1,44 triệu thùng mỗi ngày vào năm 2023 do thiếu trang thiết bị chất lượng cao cũng như thiếu khả năng tiếp cận với các công ty dịch vụ quốc tế. Đáng chú ý, dòng chảy dầu thô trên thế giới cũng đang bị mắc kẹt tại eo biển Thổ Nhĩ Kỳ do tranh chấp giữa các công ty bảo hiểm hàng hải và chính quyền địa phương liên quan đến lệnh trừng phạt và quy định về giới hạn giá mới. Nga đưa ra ba kịch bản trả đũa phương Tây.
Hãng Sputnik ngày 7 tháng 12 dẫn các nguồn thạo tin cho hay Nga đang cân nhắc ba lựa chọn nhằm đáp trả việc EU và G7 áp trần giá dầu. Theo đó, lựa chọn thứ nhất là cấm hoàn toàn việc xuất khẩu dầu thô Nga sang các nước liên quan việc ủng hộ áp trần giá dầu.